Dạ vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác. Chúc các bác và gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Hôm nay đệ tử Cao Phong sẽ test tiếng súp rất là hay để giới thiệu đến các bác và toàn thể anh em một cặp súp hơi của Sony rất đẹp, rất sang trọng, tiếng bát rất là hay, rất ấm, mềm, sâu và rất là uy lực, để các bác phối ghép vào tất cả các dàn âm thanh, nghe nhạc và hát karaoke. Đây là một cặp súp hơi Sony được sở hữu cho mình một bát có đường kính 25, một lỗ thoát hơi phía trước, thùng gỗ bóng cũng dạng thùng của piano rất đẹp. Các bác nhìn rất đẹp luôn, em đang test một quả thôi. Tiếng súp của nó nghe rất hay. Với một cặp súp Sony này phù hợp cho các bác chơi vào các cái không gian gia đình tầm khoảng dưới 40-50 m² trở xuống. Tầm khoảng 3-40-50 m² trở xuống đến những căn phòng nhỏ nhất thì các bác chơi một quả này nó đã đủ rồi. Nhưng nếu để đẹp thì các bác chơi một cặp này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, chơi gia đình các bác nhá, chơi gia đình mà các bác được một cặp này thì rất là đẹp luôn, em nghĩ cực kỳ sang trọng. Các bác dùng những căn phòng nhỏ, nhất là những căn phòng nhỏ tầm khoảng 20-30 m² ấy, mà các bác đang loay hoay đi tìm những cặp súp làm sao nó phù hợp. Bởi vì súp lớn quá thì nó cồng kềnh, nó sẽ chiếm cái không gian. Đã có rất là nhiều các bác đầu tiên là tham mua những quả súp lớn quá, về sau dùng nó sẽ một thời gian nó sẽ chối và chướng mắt, chiếm nhiều cái diện tích không gian quá, và cuối cùng các bác phải đổi lấy quả súp nhỏ hơn. Bởi vì chơi gia đình thì cái tiếng súp của nó rất là quan trọng, nhưng mà cái kích thước của nó cũng cực kỳ là quan trọng. Bởi vì kích thước gia đình thì thường thường các bác để đồ đạc nó sẽ chiếm nhiều diện tích, nên là bày một cái quả súp vào nó to quá, nó lù kiếm chiếm một cái diện tích cực kỳ lớn, nên là các bác sẽ rất là ớn. Thì hôm nay em sẽ lên sóng các bác một cặp súp Sony bát có đường kính 25 thôi, nhưng tiếng bát của nó thì cực kỳ hay luôn, em khẳng định các bác. Với những cặp súp này thì các bác có thể dùng con âm ly các bác đã đánh được rồi, nhưng đặc biệt là các bác dùng đẩy hoặc là những con đẩy 3 kênh, 2 kênh, 3 kênh, các bác phối ghép vào dàn âm thanh nó đánh cùng với loa thì rất là hay. Nhất là những dòng loa mà các bác đang thiếu tiếng súp ấy, đấy, những dàn âm thanh và dàn karaoke và dàn nghe nhạc, thì hôm nay em lên sóng cho bác một cặp này. Nó có tính chất là chơi hay, bày đẹp các bác nhá, chơi hay bày đẹp. Thì kích thước của cái cặp súp này thì một quả nó có đường kính kích thước chiều cao là 41,5 các bác nhá, 41,5. Chiều ngang nó là 32,5 và chiều sâu nó tầm khoảng 32. Tức là cái kích thước của nó vừa vặn phù hợp chơi gia đình. Đấy, em như em đã nói với các bác là nếu chơi gia đình những căn phòng nhỏ 20-30 m² thì chỉ cần một quả này là đã đủ tiếng súp rồi. Nhưng nếu để đẹp của nó thì các bác sở hữu một cặp này để các bác bày hai bên, nó sẽ cân và nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, để tiếng súp nó sẽ rất là hay. Đặc biệt những cái dòng súp Sony nó cho tiếng súp rất là ấm, mềm, nghe êm tai. Nó không như là mấy ông súp Trung Quốc. Súp Trung Quốc nó chỉ được cái to xác thì các bạn. Đấy, to xác này, tiếng nó cứng, nó khô, nghe nó rất là chối. Những cái dòng súp này nó thả rất là êm, tiếng của nó cực kỳ êm. Êm nhưng nó rất là nghe rất là sướng tai, nó không bị chói, và các bác nghe gần cũng hay mà nghe xa cũng hay. Đấy, phù hợp cho các bác chơi gia đình các bác nhá. Những cặp súp này thì chắc chắn là chơi gia đình, nó sẽ rất là đẹp và xinh. Đấy, thùng của nó này các bác nhìn này, thùng của dạng thùng những cái cây đàn piano đấy. Đấy, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Màng trắng, màng giấy và bát nó là đường kính 25, và bọc bảo vệ bát nó có một cái căng bằng sắt này các bác, căng bằng sắt này. Đấy, căng bằng sắt, logo chữ Sony này các bác, hàng xịn của Sony các bác nhá. Một lỗ thoát hơi phía trước, ở đây một cái đường màu bóng, đen bóng rất là đẹp và xinh, nổi bật và cái điểm nhấn cho quả súp này. Đấy, thì các bác chơi gia đình mà các bác bày được vào trong gia đình và dàn âm thanh của các bác một cặp súp này, em khẳng định các bác là rất là đẹp luôn. Đặc biệt là những căn phòng nhỏ nhỏ, nó tầm khoảng 20-30 m² trở lại, thì cặp súp này rất là hợp lý, chơi hay bày đẹp. Đấy, các bác có nhu cầu thì liên hệ với em để sở hữu cặp súp Sony. Đấy, kích thước chiều cao em nhắc lại là 41, chiều ngang là 32,5 và chiều sâu là 32. Các bác nhìn này, ở đây phía sau nó đầy đủ các bác nhé, Sony này. Mã của cặp súp này là SSVKP7500, số series đầy đủ các bác nhé. Đấy, con này đây là đường ra kẹp dây loa, nó là rắc kẹp này. Đấy, không phải như mấy ông Trung Quốc là cứ rắc như chích như chiếc đâu. Này là hàng Nhật, những cái dòng súp Sony, những kiểu súp Yamaha nó cũng thế. Đấy, rất đẹp luôn, thùng vách của nó còn rất là đẹp. Đấy, rất đẹp, kích thước kiểu dáng cực kỳ đẹp luôn. Đấy,
bát bằng một cái căng bằng sắt này các bạn ạ. Căng bằng sắt này. Đấy, căng bằng sắt. Và xung quanh nó một viền chrome này. Đấy, viền chrome. Rất đẹp. Đấy, nó bóng nhá con nhá, bóng này. Và lỗ thoát hơi phía trước này. Đấy, tiếng bát của nó nghe rất là êm tai, nghe rất là sướng. Thì phù hợp cho bác chơi gia đình các bác nhá. Bác chơi gia đình mà được một cặp này. Đấy, mức đầu tư rất hợp lý. Đấy, các bác sở hữu cặp này với giá là 3 triệu một quả các bác nhá. 3 triệu một quả. Nên một cặp này là mới có là tầm 6 triệu thôi nhưng mà nó sẽ hay và đẹp, tiếng hay, rất là hay. Đặc biệt là những các bác dùng gia đình, những căn phòng tầm khoảng nhiều nhỏ, tầm khoảng 2-30 mét vuông trở xuống ấy. Tuyệt vời luôn. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.